cô vào đây muốn lục lạo để tìm cái gì? Bác Thuận, bác, bác muốn làm gì vậy? Cô muốn gì? Cô muốn tìm hiểu điều gì hả? Thưa bác, cháu không muốn gì hết. Cô, bác cô... Thuận, bác Thuận, tôi sợ lắm. Bác, tôi không cố tình, chỉ đừng nên cho nó đến đây. Thật tàn nhẫn quá. Cô ở đây, cô ở đây để dò xét tôi đó à? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Thật tàn nhẫn quá. Tôi không cố tình như thế mà. Tôi không cố tình. Tôi sao? Tôi không cố tình. Có cô, chúng tôi mất tất cả. Cô đừng đến đây. Tôi ghét cô lắm. Tôi ghét cô lắm. Kìa, có chuyện gì vậy? Cô ra, cô ra. Bác Thuận trở bệnh, chút xíu nữa tôi chết rồi. À, về phòng nghỉ nha. Kim Chi, cô giải thích cho tôi biết, cô đến phòng làm việc của tôi với ý định gì? Dạ, tôi thấy cửa phòng mở nên mới bước vô, vì tôi muốn biết thêm về giáo sư một cách rõ ràng. Cô đến đây đã làm rối loạn. Lúc nào tôi cũng muốn cô được nên người, cho cô vào đại học để sung sướng cuộc đời, yên ổn để học hành, cô không chịu phải không? Cái gia đình này đâu phải để cho cô phá hoại. Hết chuyện này rồi tới chuyện nọ, trước khi để cô phá hoại cái nhà này tan nát, tôi chỉ còn cách mời cô đi khỏi là hơn. Thưa giáo sư, giờ của giáo sư suốt chút nữa đã bóp cổ tôi chết rồi. Bây giờ đến lượt ông lại ức hiếp tôi. Giáo sư không cần đuổi, tôi sẽ đi liền, đi ngay bây giờ cho ông được an tâm. Ai, ai bóp cổ em? Vợ của ông chứ ai. Mấy người nếu khó chịu không thích tôi thì tôi sẽ không ở đây nữa. Nói thật với ông, tôi sợ ông, sợ tất cả những người trong nhà này. Thật là dã man mà. Nè, từ rày về sau em đừng lục lạo trong phòng tôi nữa nhé. Ráng học đi. Nếu em thi rớt thì làm sao xứng đáng với sự lo lắng của mẹ em. Thưa giáo sư, cảm ơn lòng tốt của giáo sư đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi trong suốt nửa năm nay. Nhưng lần này tôi quyết định rời khỏi nơi đây, vì mọi người đã làm cho tôi sợ hãi và chán nản. Tôi sẽ đi. Dù sao tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả. Nhà chúng tôi đâu phải là cái phòng ngủ, mà khi cô thấy vui thì ở, không thích thì bỏ đi. Đâu có cái chuyện dễ dàng như vậy. Mẹ cô đã gửi cô cho tôi thì trước khi tốt nghiệp tôi có quyền cấm cô rời khỏi nhà này. Đại học có thể bỏ, nhưng nhục không thể nào chịu được. Ai làm cho cô nhục? Với cô tôi không biết phải đối phó ra sao nữa. Cô vừa đến thì bệnh của Thanh Nhã trở lại, Kim Thủy đau khổ, Lê Trọng thì bất an, ngay đến Trọng Nam cũng bị ảnh hưởng. Còn ông, sao không nói luôn? Riêng tôi, thôi thì coi như cô là khắc tinh của nhà này vậy. Tôi đã nhẫn nại quá sức. Nếu mà cô bỏ đi tôi bắt lại được thì tôi sẽ đập cô què chân đó. Thưa giáo sư, tôi có chuyện muốn bàn với giáo sư. Tấm hình cô bé này là ai? Kim Chi là gì trong gia đình này? Trong năm, anh tưởng anh có quyền tò mò chuyện bí mật của gia đình người khác à? Thưa giáo sư, xin ông đừng nên hiểu lầm ý tôi. Yêu Kim Chi tôi muốn lo cho nàng, chẳng còn phải đêm ngày hay hùng lo âu, vì kẻ biết
qua thân phận, cho ưu sầu vơi đi, không bị người khinh khi. Giáo sư, nếu ông thấy rằng Kim Chi cần phải ở lại đây, là vì giáo sư có những lý do riêng. Nhưng nếu ở trong nhà ông mà Kim Chi chỉ giống như một kẻ ở đậu, thì chi bằng ông hãy để cho nàng được sống một cuộc đời tự do, không bị ai sỉ nhục, có phải hay hơn không? Sỉ nhục? Ai sỉ nhục nó chứ? Chính Kim Thủy. Cô ấy khinh thường Kim Chi vì tưởng rằng nàng chỉ là đứa con côi đến ăn nhờ ở đậu. Trọng Nam, cậu... Thưa giáo sư, tôi rất hối hận vì đã mang đến cho gia đình bao khó khăn lụy phiền, giờ đành chia tay trả về cho ông sợ. Từ đây có anh giấc diều, mình bên nhau sẽ không rời xa. Dù ta có mang kiếp nghèo, còn vui hơn sống trong giàu sang. Kim Chi ơi, nếu cô lìa bỏ nơi đây thì ngôi nhà này sẽ trở lại thời quang vắng. Qua lá cỏ cây cũng gục đầu im lặng mất cả mùa xuân khi vắng tiếng ai cười. Cô đã đem đến cho người đi là mang niềm vui theo hết, cộng thêm nỗi buồn của những kẻ liếu lưu. Tôi linh cảm chúng mình sẽ gắn bó bên nhau, từ bản tính cho đến thói quen gần như hòa hợp. Ngày mới gặp nhau lòng vui phơi phới, giờ sắp cách xa nghe nghẹn. Trọng, hãy gọi Kim Thủy đến đây. Còn Thanh Nhã, hãy để ý cho bà ấy nghỉ. Dạo này bệnh tình của bà ấy phát triển thêm lên. Đi đi. Dạ. Kim Chi, em không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi, mà cũng là nhà của em. Sao lại là nhà của tôi? Giáo sư nói gì tôi không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Ông và chồng tương lai của cô đó, biết chưa? Cha ơi, nếu cha bằng lòng thì hãy giữ Kim Chi lại, và con xin cha cho con cưới cô ấy. Lê Trọng! Kim Chi, bạn tính của em giống mẹ em vô cùng. Mẹ tôi là ai? Là vợ của tôi. Một chuyện tình từ lâu chôn kín, tôi cứ ngờ nó sẽ êm đềm nằm trong dị vãng. Nay đã đến hồi phải khơi lại niềm đau. Tất cả hãy nghe đây, người vợ của tôi trần thị tâm, một người hiền phụ dễ tồn.
đã cho tôi những ngày đầy hạnh phúc. Nàng đã cho ra đời hai trẻ, đó là Lê Trọng với Kim Chi. Cái gì? Tôi với cô này là... Đừng nóng. Rồi một hôm, trong chuyến về thăm quê, do lòng bác ái thương người, vợ tôi đem về đây một cô gái tuổi dậy thì. Nói là chỗ bà con cùng chung dòng họ, mắc phải bệnh hiểm nghèo, cần được sự chăm lo. Tôi chẳng thùng ngân, nhưng nàng giáng sinh cho bằng được. Và người con gái kia đã bước vào gia đình này, đó chính là Thanh Nhã, là bà Thuận bây giờ. Được chăm sóc tận tình nên dần dần Thanh Nhã càng đẹp càng xinh, cũng không còn chứng bệnh thần kinh. Rồi một đêm mưa gió bão bùng, Thanh Nhã dành hết cho tôi. Đến ba tháng sau Trần Thị Tâm, tôi cảm thấy mình tội lỗi. Mời thu thật hết sự tình, mong nàng hãy tha thứ cho tôi. Thanh Nhã là dây chùm gợi, một khi rễ đã bám sâu vào cây tòng là không thể nào dứt ra được. Chỉ khi ta muốn nó chết đi thì mới mong lìa khỏi thân tòng. Hạt giống tình yêu bắt đầu nảy lọc dương mầm. Mối tình của Thanh Nhã đối với tôi cũng vậy, nó giống như những chiếc rễ bám sâu sát vào thân. Không dễ gì ai lại cắt ngăn, mặc dù biết đó là sai lầm, là tôi lỗi. Tôi không thể nào để cho Thanh Nhã đơn côi, thôi chuyện lỡ rồi đành liều cho duyên số. Chuyện đổ bể rồi Trần Thị Tâm quốc hận, nàng chẳng tiếc lời cho tỏ cơn tức giận, tự trách mình ngu dại, cuốn người họ trả quán cho mình. Mình
nàng đã bồng đưa con gái ra đi, thầy không trở lại. Lê Trọng và Kim Chi là quyết nhục thâm tình. Trời ơi ghê gớm quá, xin chút nữa tôi đã gây nên tội lỗi tày trời rồi nè. Trời ơi, sau đó chúng tôi tìm kiếm Trần Thị Tâm khắp nơi mà không gặp. Thanh Nhã đã khổ đau khi gia phải thảm kịch này. Bệnh thần kinh tai vắt lúc nào cũng ngơ ngác bàng hoàng. Thanh Nhã bảo rằng em không hề cướp chồng của chị anh, chỉ tại lòng em mềm yếu mà ra. Chẳng bao lâu nàng hạ sinh một gái, đứa bé đó chính là Kim Thủy đây. Từ đó bên thần kinh của nhà ngày càng trầm trọng, vì hối hận giết làm của những ngày qua. Mãi đến năm ngoái tôi mới nhận được thư của Tâm. Tâm nói con đã lớn và nàng sắp chết, mong tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Nhận được thư, tôi vội cho người đi dò la tin tức khắp nơi, chưa tìm được thì con đã đến. Chiều chiều trong ngóng sầu chẳng khoe mắt, ngẩn ngơ chứa chan lệ nhòa. Tôi đứng đâu lặng nhìn, tưởng chừng chim bao. Gió mưa nổi lên trong lòng. Trước mắt tôi như hiện ra khuôn mặt đáng thương, bóng dáng đau buồn của bà mẹ hiền đang nằm trên giường bệnh. Đến giờ phút lâm chung, sao người vẫn không chịu hở môi cho tôi tường tận đôi đầu. Mẹ vẫn cắn răng ôm chịu cảnh đói nghèo, bệnh trầm kha không tìm giải thuốc. Mẹ vẫn chặt lòng chẳng tu lỗ cùng ai. Dông bão cuộc đời nghiệt ngã đắng cay, có phải mẹ đã phạm lỗi bởi cứu người bất hạnh? Mẹ là kẻ bị hy sinh trong trời sầu hận. Mẹ kính yêu ơi ôi cao cả vô ngần. Giờ tận thương chẳng quên, em xót xa bao ngày đã qua. Làm cho cách xa thâm tình, thương cho thân chị quãng đời cuối cùng. Lời chân tình giang sinh hai thứ tha, em khờ vô tâm. Đừng buồn Kim Chi ơi, chuyện đã qua rồi, đau sâu cùng anh sớt. Cha chẳng phân bài, lòng này yêu thương gây lắm đau thương. Tôi chẳng làm sao nói nên lời bao nỗi niềm dài, rước lòng đành ơn tiếng hoài.
đã mất tâm rồi. Nếu tỏ bài thì tôi sẽ mất luôn, đó là Thanh Nhã phát sinh tâm bình. Nếu sự thật bại phơi, Nhã không thể nào chịu nổi điều khổ đau dằn vặt từ bấy lâu. Trọng, con hãy nhìn đứa em gái cùng cha cùng mẹ với con đi. Em tôi tại sao lại có chuyện hoang đường xảy ra như vậy? Kim Chi là em ruột của tôi, rồi người đàn bà không thân thích kia lại là mẹ ruột của mình. Trời ơi! Thưa cha, thế giới này có phải là một thế giới điên loạn không? Thế giới điên loạn! Không! Không! Tôi không muốn làm con của ông! Gia đình này mang đến cho tôi những gì? Ông đã cho tôi được những gì? Trong lúc mẹ con tôi phải chịu sống một cuộc đời gian khổ, thì ông và người đàn bà kia ăn sung mặc sướng. Thế gian này sao qua bất công? Kim Chi! Kim Chi! Kim Chi, em chạy đi đâu?